Rồi, ok, xin chào toàn thể anh em đam mê nhé. Thì shop phụ kiện sinh viên bên em hôm nay lên video giới thiệu cho anh em cái sản phẩm, đó là cái lò xo búa đập của dòng Côn Đô anh em nhé. Lò xo này thì những cái cây cấu hình cao mà trước đây làm là hay sử dụng cái dòng này. Đấy, để thứ nhất là cái lò xo này nó đập rất là mượt, nó không có cái độ pưng, nó không có độ giật của cây súng anh em nhé. Đấy, thì em sẽ giới thiệu cho anh em để anh em có thể là anh em nào mà đang chơi cái dòng Côn Đô mà thứ nhất là cái lò xo của mình nó không phù hợp, hoặc là nó bị giật, hoặc nó bị rung súng. Đấy, thì anh em có thể là mua cái lò xo này về thay thế. Đấy, trước đây là em chuyên sử dụng cái dòng lò xo này, nó rất là hiệu quả và em có thể nhập về và em sẽ bán lẻ cho anh em. Đấy, lò xo này anh em độ vào cái cây Côn Đô của mình thì nó rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ việc tháo cái van bình ra, rút cái búa đập của mình ra và kéo cái lò xo ra, đút cái lò xo vào, thay nó vào, nó đơn giản lắm. Nói chung là anh em làm mà không biết thay thì anh em có thể điện video trực tiếp cho em. Đấy, 0373 349 599 thì em sẽ hướng dẫn anh em thay. Và anh em là biết thay rồi thì anh em có thể mua về để sử dụng. Cái dòng lò xo này thì thứ nhất là cái độ đàn hồi của nó rất là đều, tức là để mà khi anh em đập thì 10 phát đập của anh em thì nó sẽ gần như là như nhau cả 10, nó sẽ không có phát mạnh, không có phát nhẹ, thì cây củi của anh em nó đưa ra cái đường đạn nó rất là chuẩn anh em nhé. Và thứ hai là nó không bị rung cái lò xo, nó không bị rung và nó không pưng. Đấy, đâm ra là khi mà anh em dứt điểm ở những cái mục tiêu nhỏ ở cự ly xa thì khi mà anh em dứt điểm thì cái lò xo của mình nó sẽ không tạo cho cái cảm giác là rung cái cây củi của mình như những cái dòng lò xo, những cái dòng lò xo khác. Những cái dòng lò xo khác thì nhiều khi là chất liệu nó kém hơn. Đấy, thì đâm ra là cái độ đàn hồi của nó không được tốt. Đấy, thì nhiều khi anh em chơi là một thời gian là nó, cái đường đạn nó sẽ thay đổi này. Và hai là khi mà anh em chơi liên tục ở một cự ly nó có phát mạnh phát nhẹ thì khi mà bắn là cái đường đạn của mình nó đưa ra nó cũng không được đều. Đấy, anh em chơi cái lò xo này em sẽ công khai giá bán luôn cho anh em nhé. Lò xo này thì em đảm bảo cho các bác là lắp vào cái dòng Côn Đô, các bác có thể chơi 5.5 hay là 6.35 nó đều ok. Còn nếu mà các bác chơi 4.5 thì các bác sẽ phải cắt bớt vòng đi cho em nhé. Đấy, 5.5 thì các bác để nguyên. Đấy, không cần tăng lò xo búa, không cần tăng cái vòng lò xo búa. Đó, cái vòng này không phải tăng lên, để nguyên cho em. Đấy, chơi trong vòng 5.5, 7.5, 10.5 sau các bác cần tăng thì các bác mới phải tăng sau. Nếu còn 6.35 thì các bác có thể là khi lắp vào các bác tăng lên cho em khoảng 2 vòng. Đấy, tăng lên cho em 2 vòng lò xo búa là các bác chơi. Đấy, 6.35 nhé. Còn 5.5 là cứ thế là nguyên chơi. 4.5 thì anh em phải cắt bớt đi. Ok. Đấy, cái này thì em bán ra là 200.000 anh em nhé. 200.000 giá bên em đã bao cước vận chuyển tận tay cho anh em. Anh em đặt hàng thì không phải lo cái phần cọc cạch gì cả, anh em cứ nhận hàng kiểm tra đúng hàng đúng sản phẩm thì anh em thanh toán. Đấy, cái này nó không phải là cái nước sơn bình thường, đâm ra là anh em sử dụng lâu sau nó cũng không bị bong chóc như những cái dòng lò xo rẻ tiền, những cái dòng lò xo theo ruột. Đấy, cái lò xo này là lò xo nhập riêng để đựng vào. Đấy, nó chuyên sử dụng cho Côn Đô. Sợi nó rất là đẹp, rất là đều, độ đàn hồi nó rất là tốt, rất là đều luôn. Đấy, anh em đặt hàng thì liên hệ trực tiếp cho em Hiếu nhé, gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo 0373 349 599. 200.000 một chiếc, giá nó bao ship tận nơi. Đấy, ok chưa anh em? Rồi, video này thì em dừng tại đây nhé. Anh em cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Rồi, chào anh em, hẹn gặp anh em video sau.